Xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn nha. Nay ở dưới Tân An mình trời mưa cả nhà, cho nên mình không có ra ngoài bán được. Chiều 4 giờ mấy em tranh thủ ra bán mà chỉ mưa quá, cho nên mình dọn về rồi mưa lớn luôn. Bây giờ mình sẽ tắt máy và quay video ở nhà chia sẻ cả nhà xem rồi mua ủng hộ giùm mình nha. Trước tiên là mình sẽ test mấy cái máy tính bảng nha. Đây, cái cây quay mình bỏ quên nhà bạn mình rồi, bây giờ mình quay. Mình cầm cái điện thoại cũng hơi khó quay, vừa test máy cả nhà cũng thông cảm giùm mình nha. Trước tiên là mình sẽ test máy cái máy tính bảng 10 inch này nha. Samsung 10 inch nha. Đây, Samsung 10 inch nha. Mình sẽ vô phần cài đặt. Đây, mình vô phần cài đặt này cả nhà. Giới thiệu điện thoại nha. Samsung. Kiểu máy là B4 Android 5 chấm nha. Thoát ra mình sẽ test âm lượng nha. Đó, chuông đó cả nhà. Cái Samsung này top 10 nha. Cái Samsung này 10 inch nha. Màu trắng nha. Cái này là top 10, Samsung top 10 nha cả nhà. Giá 1,1 triệu nha. Để cái này mình nhập wifi vô cho cả nhà. Cái này mình mới tạo tài khoản Google. Bây giờ mình sẽ nhập wifi nha. Wifi kìa, mình vô YouTube cho cả nhà xem nha. Cái này hồi nãy mình cũng mới rảnh, mình mới tạo wifi. Mật khẩu 0388 88792574. Ai có nhập wifi nhập nha, wifi nhà mình đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ vô YouTube nha. Cái này là 1,1 triệu nha cả nhà. Màu trắng nha, Samsung Tab 10 màu trắng nha. 10 inch nha. Đây, mình đang vô YouTube nè. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc. Đây, mình sẽ vô một cái cho cả nhà nghe nha. Đó, YouTube đó. Để mình vô nhạc nha. Cái máy tính bảng này mình về mình nghe kinh cũng hay lắm nha cả nhà. Mình đang chọt vô kinh nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ vô một cái Lenovo nha. Vô cũng lẹ cả nha. Phiên bản nó chạy cũng lẹ. Đây mình còn một cây Lenovo nha, để mình tắt chuông cái này. Cây Lenovo này cũng 10 inch nha. Giá 1,1 triệu nha cả nhà. Android nó hôm qua anh nhớ, mình nhớ là mình test Android nó là 7 chấm mấy hay gì đó, mình vô lại mình coi này. Android nó là 6 chấm nha cả nhà. Lenovo nha. Đây, Android nó 6 chấm nha. Cái này mình chưa tạo tài khoản Google nha. Cái nào mình rảnh thì mới tạo được. Lenovo màu trắng 10 inch nha, giá 1,1 triệu nha. Xài Zalo, YouTube, Facebook đều được nha. Cho con em mình học online đều được nha cả nhà. Tiếp theo là mình sẽ tắt chuông nha. Âm lượng chuông. Giờ mình sẽ tắt âm lượng nha. Nó chuông nữa cả nhà. Nó giá 1,1 triệu nha. Ai có nhu cầu mua alo mình nha. Lenovo màu trắng. Tiếp theo mình có về một cây Matte nha. Cây Matte này màu vàng đồng hộp gà nha. Cây này để mình vô coi Android nó chạy mấy chấm. Ngôn ngữ cài đặt. Giới thiệu. Cái này tắt tấm lút nha cả nhà. Android nó 8 chấm luôn nha cả nhà. Nè. Android nó 8 chấm rồi ha. Tiếp theo là mình sẽ tắt chuông âm lượng nha. Chuông âm lượng nha cả nhà.
giá 750k nha cả nhà. Mất te nha, lấy được trên 80% nha. Hồi nãy mình có nói rồi, Android nó là 8 chấm đó nha. Rồi dần đồng giá 750k. Ai có nhu cầu mua alo mình nha. Màn hình rất mượt nha. Đây, ứng dụng nữa nè. Tiếp theo là mình còn một cái tab 4 nha cả nhà. Mình sẽ review cái tab 4 nha. Đây, cái tập 4 này thường mình cũng hay review trên kênh của mình nha. Tại cái dòng này mình bán được lắm, khách chuộng lắm nha. Tập 4 này là màu trắng nha. Để mình vô coi Android nó mấy chấm nha. Bây giờ mình sẽ test âm lượng chút đi. Kiểu chuông nhẹ âm lượng. Nó chuông nữa cả nhà, nó nhạc nữa cả nhà. Cái này mình sẽ tập 4 nha, giới thiệu máy, cài đặt chung, thông tin, Enjoy 4 chấm nha, bộ nhớ. Thôi ra giá 850k nha cả nhà, màu trắng nha, máy được trên 80% nha. Tại thông cảm vì hôm nay mình vừa cầm điện thoại mình vừa quay á, mình cũng không có test camera được, nhưng nói chung máy mình bán cho khách đều chụp hình được hết nha. Nè, camera trước nè. Rồi 850 nha, màu trắng nha. Tiếp theo là mình còn một cây máy tính bảng 8 inch nha, MobileTab nha. Này MobileTab 8S nha, 8 rộ, sáng mình ship cho khách rồi. Bây giờ mình còn cây 8S nha, giá 750k nha. Xài Zalo, Facebook đều được nha, học online đều được nha cả nhà. Xài SIM luôn nha. Đây cái khung SIM nè, máy được trên 80% nha. Giờ mình sẽ vô ứng dụng máy tính bảng 88S nha. Mình sẽ tắt chuông âm lượng. $750k nha cả nhà. Mình còn một cây là tab 3 nha cả nhà. Cây tab 3 này giá 750k nha, Samsung Tab 3 nha, màn hình vẫn mượt nha. Đó, mình sẽ vô phần cài đặt, quản lý thông tin. Tab 3 Android này 4 chấm luôn nha, giá 750k nha, màn hình 8 inch nha. Bây giờ mình sẽ tắt chuông đi. Âm lượng, âm thanh chuông, chuông báo âm lượng 750k nha cả nhà, màu trắng nha, cái này có ốp lưng nha. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ những dòng điện thoại nha. Trước tiên là mình sẽ chia sẻ cái cây G700 này nha cả nhà. Cây G700 này là GB16 nha. Đây là cây G700 nha cả nhà. Mình sẽ vô phần cài đặt nha. Thông tin thiết bị nha. Cây này là cây G700, còn gọi là G7 thường nha cả nhà. Cây này giá 1.1 triệu nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ tắt chuông lo nha. Mình sẽ tắt âm lượng. Mình có hai cây nha cả nhà, màu vàng đồng nha. Máy được trên 80% nha, tại này giống chân tay của mình á. 1.1 triệu nha. Đây còn một cây nữa nè. G700 nha. Là G7 thường á.
1.5 GB 10 16 nha cả nhà. Đây mình sẽ tắt chụp camera nha, camera trước, camera sau. Rồi vàng đồng nữa nha. Giá 1.1 triệu nha. Đây nè, mình cũng test chuông âm lượng luôn. Nha. Tiếp theo là mình có cây G5 nha, G5 2016 nha cả nhà. Cây này giá 850 nha. Thông tin thiết bị nha. G5 2016 nha, màu vàng đồng. Mình sẽ tách chuông âm lượng nha. Giá 850k nha. Màu vàng đồng. Tiếp theo là mình còn cái mi nha, RAM 3 GB 32 nha. Mi 5 nha cả nhà. Giá 1.3 triệu nha. Đây. Mi 5. Màu vàng đồng. Giá 1.3 triệu, RAM 3 GB 32 nha, chơi game Liên Quân Chi Phai đều được nha cả nhà. Tiếp theo là mình còn tay G4 nha. G4 giá 1.1 triệu nha. 102 GB 16 nha, màu vàng đồng nha. Xài Zalo, Facebook, YouTube bình thường nha. Mua cho con em hoặc online đều được nha. Màn hình 5.5 nha. Tiếp theo là mình còn tay G7 Pro nha cả nhà. G7R giá 1.6 triệu nha, màu vàng đồng nha. RAM 3 GB 32 nha. Chơi game Liên Quân Chi Phai đều được nha. Máy này chơi game mạnh được nha. Màu vàng đồng giá 1.6 triệu nha. Máy dòng G7R xương nó to lắm đó nha. Giá 1.6 triệu nha. Mình còn hai cây nha. Màu vàng đồng với màu đen nha. Tiếp theo mình có một cây cây này là Vim nha. Cây này giá 500k nha cả nhà, Samsung nha. Samsung G1 Vim nha. Thiết bị GT8552 nha, cây này 500k nha. Ai có nhu cầu mua alo mình nha. Màu đen xám nha. 500k Samsung. Tiếp theo là mình còn cây OB nha. Cây OB này là giá 650 nha. Android nó cũng cao lắm nha cả nhà. Để mình vô phần cài đặt mình coi Android nữa coi. OB cài đặt. Android nó tới là 12 chấm luôn nha cả nhà, giá 650k nha. Là 12 chấm. Giá 650k màu trắng nha. Tiếp theo là mình còn mấy cây G2 Game nha. G2 Game này giá 750 nha. Xài Zalo, Facebook, YouTube đều được nha cả nhà. Học online đều được nha. Máy mình là màn Samsung, màn hình riêng chính hãng nha. Màn hình không lắc nha cả nhà. Giá 750k nha. Tiếp theo là mình còn một cây Asus nha. Cây Asus này màu đen nha, giá 700k nha. Màn hình mượt luôn nha. Android nó chạy 4.2 nha. 4.42 nha. Màu đen nha. Tiếp theo là mình còn một cây Huawei nha. Cây Huawei này giá 650 nha. Dễ chữ Z nha. Mình giá size. Này, dễ chữ Z nè. Android nó cao lắm nha cả nhà. Cây này là học online được nha nha. Vô room học được luôn nha cả nhà. Huawei
Android nó 6 chấm nha cả nhà. Lâu lâu mình mới về đựng cây thôi. Tiếp theo là cây Viber. Cây này là học online được nha, RAM 2GB16 nha, vô room học được nha. Máy này mạnh lắm nha cả nhà. Cây này vô room học được luôn á. Cây này máy bữa con mình bị hư, cái mình máy con bị hư mình lấy cái máy này cho con mình học thêm vô nè. Cây này là vô room học luôn á. Phiên bản nè, thông tin nè. Nè RAM 2 nè cả nhà. RAM 2GB16 này học online được rồi. Dạ Thúy An xin dừng clip ở đây nha. Mong quý cô bác và anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh chia sẻ giùm mình nha. Để mình có động lực làm nhiều cái clip hay cả nhà cùng xem nha. Và mua về dòng điện thoại máy tính bảng giá cả phải chăng cho cả nhà. Hẹn clip sau.